Ngày 3 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệu tập Phạm Hoàng Giang, sinh năm 1999, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Trước đó, Giang sở hữu tài khoản Facebook có tên là Giang Aiden. Ngày 31 tháng 1, Giang dùng tài khoản này đăng tải hình ảnh tờ giấy xét nghiệm cho biết kết quả dương tính với virus corona tại trung tâm y tế quận Liên Chiểu lên Facebook. Ngoài hình ảnh, Giang còn đưa ra nội dung Đà Nẵng đã có người dương tính với virus corona. Nội dung và hình ảnh đăng tải của Giang đã khiến nhiều người hoang mang với hàng loạt chia sẻ. Tại cơ quan điều tra, Giang cho biết trước đó bị sốt xuất huyết nên có đến và điều trị tại trung tâm y tế quận Liên Chiểu. Sau khi bình phục, Giang thấy bùng phát thông tin về virus corona nên đã sử dụng hình ảnh kết quả xét nghiệm, chỉnh sửa lại nội dung dương tính virus corona đăng tải lên các trang mạng xã hội và chia sẻ lên nhiều nhóm có lượng người theo dõi cao. Giang cho biết mục đích đăng tải là nhằm thu hút sự chú ý. Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đang tiếp tục làm rõ hành vi của Giang để xử lý. Đại tá Nguyễn Văn Hoa, trưởng công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Giang vì hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật. Tổng mức tiền phạt mà Giang phải đóng là 12,5 triệu đồng. Nhiều ngày qua cũng đã có vài trường hợp bị xử phạt vì đã cung cấp thông tin sai sự thật khiến dư luận hoang mang giữa đại dịch corona. Mong rằng đây cũng là bài học để răn đe cho những ai đang có ý định câu view để gây chú ý cho mình.